Nghe cái tên lạ quá đúng không? Ngày hôm nay thì Liên sẽ có một nhân vật đồng hành, đó chính là anh Hoàng. Và hãy cùng nghe anh giải thích về cái tên lạ này nhé. Xin được chào anh Hoàng ạ. Chào Kim Liên, chào mọi người. Dạ anh Hoàng ơi, Kim Liên nghe người dân ở đây gọi là Hòn Củ Tròn. Tại sao nó lại có cái tên này vậy anh? Hòn Củ Tròn thì từ xưa thì có một cái vị vua đã ra đây, chạy ra đảo, nhưng mà ngự ở đảo Hòn Quả Áo. Dạ. Xong rồi mới ngự ở đó, rồi mới cho lính qua đây để đào một cái phai đồ về để họ sinh sống qua ngày để chuẩn bị đi tiếp. Dạ. Thì tình cờ qua cái núi của hòn này thì đào được cái củ tròn. Củ đó là về là tròn tròn. Ở đây là họ đặt đó là củ năng. Dạ. 7 ngày cho nó ra hết những cái chất ngứa, chất độc của cái củ đó. Dạ. Thì mới luộc lại ăn. Thì ăn cũng giống như là phai mì, phai lang mình thôi. Ừ. Ăn trừ cơm được. Thì giờ ổng sẽ thấy tròn tròn thì ổng đặt là củ tròn. À. Là khi sau này á, những người mà phân chia dịch ra những cái hòn đảo, thì họ sẽ bỏ cái dấu thì họ đặt là hòn củ tròn. À. Hiện tại bây giờ thì nơi đây là họ gọi là hòn củ tròn. Dạ. Vậy là đọc trại đi á quý vị, là ra hòn củ tròn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ đi bằng tàu cao tốc để ra tới quần đảo Nam Du, thì không biết là anh Hoàng sẽ đưa Kim Liên đi khám phá những đâu đây. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Du lịch và ẩm thực được phát trên kênh VTV4. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá những điều thú vị tại quần đảo Nam Du quý vị nha. Rồi anh mời Kim Liên và mọi người cùng đi khám phá đảo Nam Du. Đi thôi nào. Đi. Rồi điểm dừng chân thứ nhất là mình sẽ ghé miếng bà chúa xứ của đảo Nam Du. Dạ. Mọi người xuống đây để thắp hương ở đây. Đây là lần đầu tiên Kim Liên có dịp đến với miếu bà chúa xứ An Sơn của quần đảo Nam Du. Anh ơi, tại đây thì mình có một cái sự kiện hay là có điều gì đặc biệt mà anh muốn giới thiệu cho Kim Liên? Thì anh muốn giới thiệu cho Kim Liên và mọi người biết ở miếu này thì hàng năm cứ 11 tháng giêng âm lịch, từ 11 thì họ sẽ tổ chức cúng tế bà để rước bà về đây để cầu độ cho những người dân ngư phủ ở đây để làm ăn, sinh sống cho nó an lành. Dạ. Còn đối với du khách đến đây thì họ có... thì cũng thắp hương thì cầu nguyện thì cũng xin lộc để về rồi cũng độ trì để cho quan khách thì mạnh khỏe rồi đó. Dạ. Nếu vậy thì ngày hôm nay Kim Liên sẽ cầu bình an và hạnh phúc tại miếu bà chúa xứ An Sơn đây ạ. Dạ rồi, mình dừng đây nói chuyện xíu anh hả? Liên nghe mọi người nói đây là bãi mến đúng không anh? Đúng rồi em, ở đây là mọi người gọi đây là bãi mến. Thì bãi mến thì thường ở đảo của anh thì chia những cái bãi, bãi cỏ, bãi ngự, bãi giếng, có tên hết. Thì bác hai ổng qua đây ổng sinh sống thì có mình lên ổng ở đây. Dạ. Thì ổng sẽ đặt cái bãi biệt danh của bãi này là bãi mến. Dạ. Bãi mến là cho mọi người dễ mến, dễ thương cái bãi biển của ổng. Là dễ thương dễ mến. Với vẻ đẹp thiên nhiên ở đây còn rất là hoang sơ nha quý vị. Quý vị sẽ thấy là ở đằng sau Kim Liên á là
một bãi biển rất là trong xanh đúng không? Từng cơn sóng vỗ vào bờ. Rồi ở xung quanh đây thì mình có những hàng dừa rất là dài, tạo ra được một không gian mát mẻ. Mặc dù là thời tiết những ngày này ở Kiên Giang của mình liên thấy nắng nóng. Quý vị ạ, chạy xe ở quanh sườn núi những ngày này thì chúng ta sẽ cảm nhận được hơi nóng. Thời tiết đang rất là nóng. Tuy nhiên đến với bãi Mến thì mình lại thấy mát mẻ vô cùng khi được đứng ở dưới những bóng mát của cây dừa. Và xa xa nè, du khách của chúng ta tắm biển rồi mọi người dạo xung quanh đây để chụp hình cũng rất là đông anh ha. Đúng rồi. Thường thường thì mình sẽ thấy là khách đông nhất là vào dịp nào anh? Dịp như dịp tháng này, dịp tháng 6, tháng 7, dịp hè là khách du khách ra đây chọn những ngày này ra đây rất đông. Để họ đưa những con em mà đi học về đó sẽ ra đây tham quan. Còn mấy cái dịp thường thì họ đi ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thiên nhiên thì hoang sơ, không khí thì mát mẻ và trong lành, con người thì dễ mến nữa. Quý vị ơi, kỳ này đến với quần đảo Nam Du thì Liên thấy Liên được rất là nhiều luôn đó. Mà được nhất đó là anh Hoàng dắt Kim Liên đi thật nhiều những cảnh đẹp nơi đây để mình có những bức ảnh đẹp về khoe cho người thân và bạn bè. Bây giờ thì anh Hoàng sẽ dắt Liên đi một vòng bãi Mến nha. Đúng rồi, anh mình đi á. Đây là miếu Ninh Ông. Thì người dân phát hiện và ông Lụy từ ngoài biển rồi mới xin ông thì quay đầu để kéo về cái bãi này. Là để thờ đây là cũng được 6-7 năm nay đổ lại đây. Cứ hàng năm mỗi là tháng 2 ngay ngày 30 đến ngày 1 là ngày cúng lễ của ông ở đây. Đảo này cũng lớn, cũng lớn. Người dân lại đây để cúng. Có một truyền thuyết nào liên quan tới ông không ạ? Giống như truyền thuyết là những ngư dân đi biển thì hồi xưa thì những chiếc ghe mà bị chìm á thì thường là ông mà có ông là sẽ nâng chiếc tàu mình đưa lên và nâng vào bờ. Thì kể lại là vậy, cho nên người dân rất là tôn thờ kính ông, phù hộ cho người dân biển đây. Như vậy thì ông cũng là một niềm tin. Đúng rồi, niềm tin của người biển, dân biển. Với hành trình từ sáng đến giờ Kim Liên thấy rất là thú vị luôn đó anh Hoàng. Không biết còn điều gì mà anh Hoàng muốn giới thiệu cho Kim Liên nữa không? Kim Liên có biết những món ăn đặc hải sản ở đảo chưa? Có được món gì chưa? Nếu mà nói tới vùng biển thì đương nhiên phải có tôm, cua, ghẹ, mực, sò hến vân vân. Thì những cái món đó là giống như là nó đã thịnh hành, ai cũng đều biết hết. Nhưng mà đặc biệt ở đảo của tụi anh á thì có món đặc biệt nhất là món con nhum. Con nhum sẽ nướng mỡ hành ăn rất là ngon. Thì đây chắc sau này anh sẽ dẫn Kim Liên và mọi người để cùng đi để trải nghiệm bắt những con nhum. Đó để mình biết được con nhum tươi sống ở đây để nướng ăn ngon cái nào. Vậy thôi mình đi luôn được không anh? Rồi đi em. Mình đi. Quý vị, sau hơn 40 phút đi tàu thì Kim Liên cùng với anh Hoàng đang có mặt tại một cảng cách Hòn Phủ Tròn cũng khá là xa. Đó là cảng gì anh? Cảng Hòn Mấu. Tại đây là mình sẽ đến Hòn Mấu. Hòn Mấu bây giờ đã xây cảng rồi. Mọi người sẽ cập cảng Hòn Mấu để lên cho nó tiện. Mà quý vị biết không, đường đi tới đây cũng rất là gian truân tại vì hôm nay sóng lớn anh hả? Gió cũng rất là lớn luôn, hai anh em cũng hơi say tàu một xíu. Xung quanh thì Liên thấy du khách vẫn rất là hào hứng để đến được với cảng Hòn Mấu này bởi vì ở đây nghe nói khung cảnh rất đẹp. Đúng rồi, ở đây có bãi biển Hòn Mấu rất là tuyệt vời, cát trắng và những cái bãi biển lài rất đẹp. Mình nói là mình đi luôn đúng không? Và đúng như là anh Hoàng có giới thiệu cho Kim Liên thì bãi Hòn Mấu, nước biển rất là trong xanh. Tuy nhiên là ngày hôm nay ít nắng hơn mọi khi cho nên là mình sẽ không thấy được trọn vẹn cái độ trong của nước biển này anh hả? Đúng rồi, tại vì bữa nay trời thời tiết hơi bị sương mù. Biển hơi thổi, bữa nay trời động.
Liên cứ thắc mắc hoài, tại vì ở ngoài quần đảo Nam Du của mình thì có rất nhiều những hòn đảo nhỏ nữa, nhưng mà mỗi hòn thì lại có một cái tên rất là đặc biệt, ví dụ như là Hòn Máu. Đúng rồi. Thì tại sao nó lại có tên vậy ạ? Hòn Máu thì thường cái ngư dân á, người đảo địa phương hồi xưa, người lớn tuổi thì đặt ra đây là Hòn Máu. Dạ. Giống như ở đây có cái cây máu đó, là người ta nhấn mạnh cái Hòn Máu đây là máu chốt của cái đảo vậy đó. Là Hòn Máu này, nó là biệt danh của xưa. Dạ. Giờ nó là vậy. Hòn Mến là dễ thương, dễ mến. Còn Hòn Máu là máu chốt. Dạ. Cái đảo Nam Du. Đến với Hòn Máu thì mình sẽ có những hình thức du lịch trải nghiệm nào anh? Giống như đến Hòn Máu thì quan khách đến đây dừng chân, thì dạ, nghỉ rồi có thể kêu hải sản luôn nghe, thưởng thức, rồi dâm di dài lon bia, rồi tắm biển, tắm bãi biển tuyệt vời đây. Thì dạ, cho đến khi mà vài tiếng đồng hồ mình sẽ di chuyển xuống tàu lại để đi lặn san hô. Dạ. Đó, thì Hòn Máu thì cái hình thức là chỉ mình nhâm nhi và tắm biển. Dạ, mình nhâm nhi, mình thưởng thức hải sản đúng không? Đúng rồi, hải sản và nhấm những lon bia rồi xuống tắm, nó thú vị lắm. Anh Hoàng có tính là xíu nữa sẽ dắt Kim Liên đi thử món nào đó không? Lát anh sẽ dắt em đi thử cái món đặc sản của Nam Du. Dạ, rồi, vậy chúng tôi sẽ cùng tiếp tục hành trình khám phá quần đảo Nam Du quý vị nha. Hành trình khám phá quần đảo Nam Du thì Liên thấy là ngoài cảnh đẹp, thiên nhiên và con người hữu tình ra ha, thì mình còn có rất nhiều những loại hải sản tươi sống như là nhum ngày hôm nay mà anh em chúng tôi đã thu hoạch được. Mình đã thu hoạch nhum ở chỗ nào anh? Hai bờ đập ở dạng san hô, hai bờ đập. Hai bờ đập rặng san hô. Wow. Và bây giờ thì anh em chúng tôi chuẩn bị nướng. Nhưng mà Liên nghe nói là nhum này mình còn ăn sống được nữa hả anh? Rồi hôm nay anh sẽ cho em thưởng thức cái món nhum tái chanh. Nặng vô mình ăn luôn, tại đồ tươi sống là nó không có tanh gì hết. Đó. Rồi em sẽ cầm con nhum lên, em sẽ lắc cho chanh nó chạy ngấm đều vô con thịt con nhum. Trời ơi. Rồi đó, rồi bây giờ em sẽ cầm con nhum lên em thưởng thức. Dạ, đây là một điều rất là đặc biệt á, tại vì em chưa bao giờ được thưởng thức nhum tươi sống như thế này nè. Nó gắt thơm mà nó không bao giờ tanh. Vậy hả? Nó béo thơm. Béo không? Thơm không? Nó cảm giác nó rất là béo, đúng không? Hơi chua chua của chanh làm cho mình thấy món này nó hấp dẫn á. Dạ. Thôi ngon nha, ngon nha. Nhưng mà nghe nói nhum nướng còn ngon hơn. Ngon hơn, đúng rồi. Để anh nướng mấy con nhum này thử cho em thưởng thức nữa. Anh chỉ cho em nướng luôn nha. Rồi, ok. Dạ. Rồi, đúng rồi. Rồi, nhanh tay một chút. Nhanh tay. Đúng rồi, nhanh tay một chút. Rồi, đúng rồi. Rồi. Dạ. Rồi, em để cho nó một hồi. Rồi bây giờ em lật nhum lên. Khi mà em vừa ốp tại lửa lớn thì nhum, thịt nhum nó cũng vừa gáo. Dạ. Rồi lật nhum lên, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình không nướng khô quá nó không ngon nha em. Dạ. Nướng nó vừa vậy đó. Rồi dạ, xong mình sẽ chế hành vô. Chế hành. Rồi em sẽ gưới nhẹ vô con nhum này. Dạ. Đúng không? Gưới nhẹ vô. Cho nó thơm. Cho nó thấm vô thịt con nhum, nó thơm được thịt con nhum. Dạ. Nó là đặc sản của Nam Du mình ở đây là vậy đó. Mà con nhum, thịt con nhum khi em nướng nó như vậy nó mới ngon này nha mọi người. Dạ. Đừng có cho khô quá là nó không ngon nha. Dạ. Đó, đó. Rồi mình lại rắc đều. Rồi xong rắc đều xong rồi mình sẽ ra dĩa mình để được phộng lên. Dạ. Nó rắc. Rồi bây giờ thịt nhum nó đã chín rồi. Dạ. Nó đã vừa độ chín, vừa chín quá là nó không ngon, nó không có cái độ dẻo độ thơm. Dạ. Nhưng mà nó vừa chín tới thì nó độ dẻo nó thơm rất dậy lên. Rồi đó, khi em đã về là em rắc đều phộng lên. Dạ. Thì các thưởng thức. Và đây là thành phẩm của anh Hoàng cùng với Kim Liên nướng nhum chiều ngày hôm nay. Bây giờ đây chị, chúng tôi sẽ thưởng thức xem là vị nhum được nướng lên sẽ như thế nào. Đúng rồi. Rồi, em thưởng thức thử đi. Dạ, em xin phép nha. Ui, còn nóng lắm nha. Thơm nữa anh ơi. Hấp dẫn quá. Thấy có vị mỡ hành, vị đậu phộng vô, em thấy cảm giác sao? Béo béo, chắc chắn là phải có béo của nhum rồi. Nhưng mà béo này có thêm của mỡ hành nữa. Xong rồi đậu phộng thì giòn, thơm ngon. Mà ăn phải là ăn nóng thì nó mới tuyệt ngon. Tuyệt vời đúng không? Dạ. Mà nhưng mà nướng như cái gì này rất là tuyệt vời đúng không? Dạ. Có vừa dẻo dẻo con nhum.
nó có mùi thơm chạy lần lên. Dạ. Còn em nướng khô quá là nó không còn cái mùi thơm nữa. Cái này thì Liên nghĩ là du khách tới đây họ sẽ đặt rất là nhiều để họ thưởng thức tay nè. Tại vì nếu mà mình ăn thử một hai con thì nó chưa có đã. Quý vị ơi, Liên thấy là ngày hôm nay Liên đã có một trải nghiệm và một hành trình khám phá quần đảo Nam Du rất là tuyệt vời. Ví dụ như là kết thúc ngày bằng việc đó là mình thưởng thức nhum. Và hành trình ngày hôm nay thì Liên nghĩ khi mà quý vị đồng hành với Kim Liên, quý vị cũng đã khám phá ra được rất nhiều những địa điểm thú vị tại quần đảo Nam Du đúng không? Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình thì Kim Liên cảm ơn anh Hoàng một lần nữa nha. Tại vì không có anh Hoàng thì chắc là Liên không biết được nhiều địa điểm như thế này đâu ạ. Chúc cho anh Hoàng sẽ thật nhiều sức khỏe và nếu như lần sau mà Kim Liên đến thì chắc chắn là phải nhờ anh Hoàng tiếp tục dẫn ekip đi nữa. Anh đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ, trời cũng đã gần tối rồi. Ngay lúc này đây thì anh Khánh từ khách sạn Sài Gòn Rạch Giá đang chờ Kim Liên và ekip thực hiện chương trình với thật nhiều những món ăn ngon. Nào chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau một ngày dài Kim Liên được trải nghiệm tại khung cảnh của đảo Nam Du thì bây giờ đây Liên lại quay trở về với không gian ấm cúng của khách sạn Sài Gòn Rạch Giá. Nhưng điều thú vị hơn đó là Liên lại được đồng hành cùng với lãnh đạo của khách sạn luôn. Xin được giới thiệu tới quý vị khán giả ngày hôm nay, đó chính là tổng giám đốc của khách sạn Sài Gòn Rạch Giá, anh Quốc Khánh. Xin được chào anh ạ. Xin chào Kim Liên. Thú thật với quý vị là trong không gian đặc biệt như thế này thì Liên cực kỳ ấn tượng với cách bài trí món ăn cũng như là mùi thơm của các món ăn ngày hôm nay. Cho nên là mình sẽ cùng làm khó anh Quốc Khánh một xíu. Đó là nhờ anh Khánh sẽ cùng giới thiệu về những điểm đặc biệt các món ăn này ạ. Giới thiệu với Kim Liên với tất cả mọi người. Hôm nay Khánh xin được giới thiệu đến mọi người những món ăn làm từ các sản vật tại địa phương, tại Rạch Giá, Kiên Giang. Thì đầu tiên trong một bữa tiệc thì chúng ta thường có hai món khai vị. Thì hai món khai vị nó làm cho cái bữa tiệc, cái khẩu vị lúc ban đầu tiên của một bữa tiệc nó phải có cái vị chua chua, ngọt ngọt để tạo cái cảm xúc trong những cái món kế tiếp. Thì ở đây Khánh giới thiệu với Kim Liên là anh có hai món gỏi. Món đầu tiên là món gỏi sứa làm từ con sứa biển ở Kiên Giang. Giới thiệu tiếp đây là cái chả tôm cá bọc với rong biển, cũng là sản vật đất trời của vùng đất Kiên Giang. Món này là món tôm. Món tôm thì một cái là tôm được lột vỏ hết, làm cái sốt hồng đào. Nó có vị chua chua, cay cay, thơm thơm. Và món thứ hai là cái món tôm bọc với lại cái thịt ba chỉ xông khói. Thì nó làm cho cái mình đi một bữa tiệc mình được ăn nhiều món. Mỗi món mình ăn một miếng thôi. Và có thể là trong một cái bữa tiệc mình ăn được đến 8 đến 10 món. Và món thứ ba đó là cái món cá chẽm. Thì cái riêng món này thì với các anh bếp của Khánh thì họ đã lóc toàn bộ xương ra rồi và phi lê từng miếng, sau đó họ ráp lại thành con cá và nó ngậm cái quả cà chua mình gọi là cái cục ngọc đó. Thì nó giống như con kỳ lân. Thì cái món này là món cá chẽm hấp kỳ lân. Chắc là bây giờ tai nghe không bằng mắt thấy và miệng thử luôn. Cho nên là anh em mình sẽ cùng thử và chia sẻ hương vị tới cho quý vị khán giả nha.
Và ngày hôm nay thì phải nói là mình được chiêu đãi một bàn tiệc nó quá là bắt mắt và hương vị thì thơm ngon nữa quý vị ạ. Cho nên Liên nghĩ quý vị nếu như có thời gian đến với Kiên Giang thì tại sao không ghé qua khách sạn Sài Gòn Rạch Giá để thưởng thức những món ngon như thế này. Bây giờ thì Liên sẽ mời anh cùng với mình một ly nước thay cho lời cảm ơn ạ. Cảm ơn Kim Liên. Dạ. Với mong muốn đem đến những món ăn ngon của làm từ cái sản vật của đất trời vùng biển Kiên Giang Rạch Giá thì anh hy vọng rằng với cái slogan mà tất cả cán bộ nhân viên anh đặt ra đối với tất cả các sự kiện, đặc biệt là sự kiện tiệc cưới, thì anh đặt cái câu là Sài Gòn Rạch Giá nơi hạnh phúc đông đầy, bởi bằng cái những món ăn ngon và với một cái thái độ phục vụ của nhân viên của Sài Gòn Rạch Giá thì anh mong rằng cái ngày trọng đại của họ nó thật sự là đông đầy hạnh phúc. Và thưa quý vị, thú thật là Liên nghĩ sự hài lòng của quý vị khách hàng cũng là niềm hạnh phúc của những người làm tại khách sạn Sài Gòn Rạch Giá. Và ngược lại, khi chúng ta đến và thưởng thức những món ăn ngon, mình cảm thấy vừa miệng, cảm thấy hài lòng thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì Kim Liên rất vui khi được anh Khánh đồng hành để có thể giới thiệu những món ăn đặc biệt của khách sạn mình. Và Liên cũng hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì khách sạn của mình và khu vực nhà hàng nữa sẽ phát triển nhiều hơn những món ăn ngon để phục vụ nhiều hơn những thực khách đến với khách sạn Sài Gòn Rạch Giá. Xin được cảm ơn anh một lần nữa. Và quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình Du lịch và ẩm thực được phát trên kênh VTV4 tới đây cũng xin được phép tạm dừng. Quý vị hãy nhớ tới khung giờ quen thuộc, đó là 20 giờ mỗi tối thứ bảy, tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.